Chào mừng các bạn quay trở lại với Microsoft. Đã bây giờ các bạn cảm thấy bối rối khi muốn kiểm tra thông số kỹ thuật của một thiết bị sử dụng cổng USB mà chưa biết là thế nào chưa? Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một xả pháp vô cùng đơn giản và hiệu quả. Đây là USB Tester FNB18S. Nó không chỉ là một đồng hồ đo thông thường, có khả năng đo và hiển thị các thông số quan trọng như dòng điện, khí áp hay là công suất tiêu thụ của thiết bị. Bạn có thể kiểm tra hiệu suất của điện thoại, máy tính bảng, loa di động hay các thiết bị điện tử khác một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sơ qua về thông số kỹ thuật của sản phẩm này thì sản phẩm được hiển thị với LCD 1.77, có điện áp đo được là từ 4 cho đến 24V và dòng là từ 0 đến 6.5A, có công suất từ 0 cho đến 156W và đặc biệt sản phẩm còn hỗ trợ theo dõi dữ liệu qua app Bluetooth. Còn bây giờ hãy cùng mình đi vào kiểm nghiệm cái tính năng của sản phẩm này. Nhìn cận cảnh thì ta có thể thấy được ngoài cái đầu vào USB ở đây và đầu ra USB ở đây thì sản phẩm còn được hỗ trợ thêm đầu vào Type-C, đầu vào micro USB và đầu ra là Type-C, rất là thuận tiện. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thông số kỹ thuật của cái cụ sạc này. Với output ở đây là 9V và dòng là 1.67A. Đây, màn hình hiển thị rất là nhiều thông số với điện áp, dòng và công suất. Ở đây có cả thể hiện chuẩn sạc Huawei. Các thông số thể hiện 4 chữ số sau dấu phẩy, độ chính xác rất là cao. Để theo dõi bằng biểu đồ, các bạn có thể xoay bánh răng. Đó. Nhấn một lần để dừng lại. Ngoài ra thì cũng có nhiều chế độ hiển thị khác nhau. Sản phẩm có chức năng tự động chọn chế độ sạc nhanh. Với cụ sạc màu trắng thì cái điện áp maximum là chỉ được 5V, không có chức năng sạc nhanh. Và cụ màu đen này thì có điện áp max là 9V. Khi mà pin chưa đủ 100% thì nó sẽ sạc với điện áp là 9V. Bây giờ mình sẽ thử với hai cục sạc này cho các bạn xem. Hiện tại pin của mình là 81%. Và đây, điện áp đang hiển thị là 9V. Bây giờ mình sẽ thử với cục màu trắng này. Khi mình thử với cục màu trắng thì điện áp của nó chỉ là được 5V. Và chức năng đo thông số kỹ thuật của sản phẩm và dò chức năng sạc nhanh thì sản phẩm này còn có chức năng là đo điện trở dây cáp, thống kê lại dung lượng điện năng tiêu thụ, tính toán dung lượng pin của điện thoại, máy tính bảng. Tóm lại, với kích thước nhỏ gọn và tính di động của USB Tester FNB48S thì sản phẩm là một trợ thủ đắc lực cho những người dùng cá nhân hay các kỹ thuật viên, đảm bảo rằng các thiết bị điện tử của bạn hoạt động một cách an toàn và hiệu quả. Các bạn có thể đặt mua sản phẩm tại nshop.vn và trải nghiệm các tính năng tuyệt vời của sản phẩm này. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.